Xin chào tất cả các bạn, mình xin giới thiệu mình là Phạm Trung Hiếu, chuyên viên thiết bị của Canon Điện Bảo Minh. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây cùng với cả nhiếp ảnh gia Trịnh Dũng. Anh Trịnh Dũng có thể chào mọi người được không? Xin chào mọi người, mình Trịnh Dũng, mình hiện tại đang theo đuổi nhiếp ảnh quảng cáo. Thì mình đã sử dụng máy ảnh Canon và tính đến nay đã được 6 năm rồi. Thì mình rất vui được gặp tất cả mọi người. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem một buổi chụp ảnh quảng cáo chuyên nghiệp thì nó sẽ như thế nào nhá. Rồi, mời các bạn. Và như các bạn đã thấy thì một buổi chụp ảnh quảng cáo chuyên nghiệp thì nó rất là cầu kỳ và phức tạp như thế nào đúng không ạ? Từ thiết bị cho đến các phụ kiện rồi ánh sáng rồi máy móc. Cảm ơn anh Trịnh Dũng đã đồng hành cùng với ekip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.